Hôm nay mình sẽ test cái sản phẩm mạch Eco sợi IC2399 nha các bạn. Thì cái này mạch này mình mua trên Lazada chỉ có vài chục ngàn thôi nha các bạn. Thì cái sản phẩm này nó cũng thấy giá tiền hợp lý, mà chúng ta sẽ độ chế cho tất cả các loại cầu kéo hoặc âm ly nó bị hư Eco. Mà để kết nối với cái sản phẩm này mình sẽ test, thì mình sẽ cùng xài cái mạch HD 150W mono nha các bạn, và cái nguồn xung. Rồi, cái sản phẩm nó đơn giản như thế này thôi, rất là nhỏ gọn. Rồi bây giờ mình sẽ nói sơ về sản phẩm nha. Đầu tiên là cái sản phẩm này nó xài nguồn 12V DC các bạn. Đó, tiếp theo là xài hai cổng in out này, đó, tiếng mic mình vào rồi ra. Rồi tiếp theo là con IC2399, thì con này nó sẽ lấy tiếng xử lý tiếng echo của mình đó các bạn. Thì lần đầu tiên thì mình coi trên cái trang web này ra thì nó có reverb, nhưng thật sự là không có nha các bạn, cái này chỉ có echo thôi, cũng hơi tiếc. Rồi tiếp theo nguồn cấp cho nó sẽ là nguồn 12V. Rồi mình sẽ đấu luôn các bạn. Giờ mình đấu luôn rồi, giờ mình đấu sẽ đấu cái khoảng nguồn cung cấp cho cái mạch HD mono trước. Cái này thì mình sẽ làm cái video này nó cũng hơi dài dòng tí, các bạn xem đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi thì đầu tiên mình sẽ có nguồn 220V để cung cấp cho cái bộ nguồn xung 24V. Rồi cung cấp nguồn 220V đó xong rồi các bạn. Đó, tiếp theo là mình sẽ đầu ra 24V để cấp cho cái nguồn mono này, mình sẽ lắp luôn nha. Thì cái nguồn mono test công suất này mình đã làm được cái video trước rồi. Cái gì sản phẩm này test cho cặp loa ba tắc các bạn, cái này nó rất là hay luôn, rất là to, nghe chắc luôn các bạn. Sẽ siết chặt nó vào tí nha. Các bạn nhớ câu âm dương rõ ràng nha các bạn. Cộng trừ đó, chúng ta theo dây cộng trừ. Đây đen là dây trừ, còn dây đỏ thì cộng, từ nguồn xung ra cái này cũng có y chang nha. Các bạn để ý kỹ với không là lỡ sơ xuất là sẽ bị cháy các bạn. Nên tiếp theo chúng ta sẽ coi phần loa. Chúng ta sẽ đưa ra loa luôn nha. Loa thì mình xài loa bass 30 thôi, mình cũng không có chết nữa, là cái này cái loa súp mình cũng không có loa tiện thì gắn cái loa súp mình gắn luôn các bạn. Rồi chúng ta và con loa đã xong, bây giờ chúng ta sẽ câu tiếp thêm cái phần mạch Eco 2399. Đầu tiên là chúng ta sẽ câu phần out của phần mạch Eco trước nha. Out mạch Eco chúng ta sẽ câu phần in của cái bo mạch mono LED. Thì ở phần mạch Eco nó sẽ ra hai dây là out cộng trừ, thì chúng ta cũng sẽ gắn vào cái mạch mono là in cộng trừ nha các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ câu phần mic. Ở đây thì mình sẽ xài mic không dây, và chúng ta sẽ gắn một cái cổng mic đường vào cho nó. Đầu tiên mình sẽ hàng nha các bạn. Phần này thì phần in mic in thì nó cũng mic input cũng sẽ có cộng trừ, cũng là sẽ hàng y chang vậy. Cộng chúng ta câu vào phần phần đầu.
Rồi chúng ta sẽ hàng luôn nha các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta cái câu dây còn lại. Rồi mình cuối cùng cũng đã hàng xong. Tiếp theo chúng ta sẽ câu bằng nguồn cho nó nha. Nguồn thì DC cộng trừ, chúng ta câu nguồn cộng trừ nha các bạn. DC nguồn cung cấp cho 12 cho nó là 12V để cho nó hoạt động. Rồi thì quá trình công nó như thế này nha các bạn. Đó. Ok bây giờ chúng ta sẽ găm điện test thử luôn nha. Đầu tiên chúng ta găm 220V mà tiếp theo là găm 12V nha các bạn. Hơi đóng dây. Ok thì mạch đã sáng nha các bạn. Đây đây là mạch nó đã có tín hiệu đèn đỏ là báo là hoạt động rồi đó. Tiếp theo chúng ta sẽ câu phần nguồn 220V để cung cấp cho cái mạch công suất LED đi. Ok đã có nguồn nha các bạn. 1 rồi hai, chúng ta sẽ test thử luôn. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4